Tôi Duy Hằng chào tất cả các bạn. Tôi Minh Quả chào tất cả anh em. Tôi Duy Hằng chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại channel Duy Hằng. Thì clip hôm nay mấy anh em tôi thực hiện. Hôm nay anh em tôi sẽ trải nghiệm. Hôm nay anh em tôi sẽ đi ra thủ đô và trải nghiệm cầm chỉ 1 triệu trong người. Nói chung là ba anh em chúng tôi chỉ cầm 1 triệu trong người, thật sự là xem có trải nghiệm ở cái đất Hà Nội nó có gì và trải nghiệm nó như nào. Không biết là 1 triệu có đủ không, nhưng hôm nay anh em tôi chỉ cầm 1 triệu đi và trải nghiệm xem nó như nào. Đúng 1 triệu thôi nhá. Nếu mà hơn 1 triệu thì chắc là chỉ có để ô tô. Để ô tô hay để người, để người. Cắm lại. À cái vòng vàng to này. Đây. Vòng này ít tiền thì khoe giấu đi. Thì bây giờ anh em tôi phải đi ra ngoài lội, chắc là bây giờ là tầm 2 giờ rồi 4 giờ mới đến nơi. Nói chung là trải nghiệm ngoài lội chỉ trải nghiệm tầm 3-5 tiếng thôi. Vì chắc là đêm cho anh em tôi lại về luôn. Thì quay clip này nhưng phải ra tận Hà Nội quay. Đi cũng khá vất vả nhưng thôi cố gắng. Thì qua clip này anh em nào quý Duy Thường và tất cả anh em ở đây thì nhớ cho Duy Thường một like và đừng quên share cho tất cả bạn xem. Ok, thì bây giờ anh em tôi sẽ đi ra ngoài kia trải nghiệm luôn. Với cái 1 triệu này thì anh em tôi sẽ làm được cái gì và ăn được cái gì và uống được cái gì, hay là bất cứ một cái gì ở Hà Nội thì tôi sẽ dùng 1 triệu này. Ok. Thế bảo là người ta bảo là 1 triệu chỉ đủ trả đá. Theo Hà Nội nghe nói là như thế nhưng mà nghe nói là như thế nhưng bây giờ Duy Thường cùng với tất cả anh em đây sẽ trải nghiệm luôn. Nếu mà thật như thế thì Duy Thường chắc lần sau không dám ra Hà Nội nữa. Ok. Let's go. Đấy thì bây giờ anh em tôi đã bắt đầu đến trạm thu phí rồi. Đầu tiên là mất 35.000 đã. Nói chung là đi xe này của anh em tôi phải mất 35.000 mới qua được cái trạm thu phí này mới đến được Hà Nội. Mở màn là 35.000 mà cuối màn là đã mất 35.000 nữa là tổng mất 70 rồi. Nói chung là chưa cái gì đã mất 70 tiền phí đường. Thế ai làm đường cho các ông đi? Không biết ai làm. Mình chỉ biết mình cắm tiền. Ôi, xe đông thế. Đấy, này, tắt này. Bao nhiêu tiền đấy chị nhỉ? Ôi, không được bớt đi 1.000 nào à? Đếm đủ chưa? Tiếp tục con đường đến Hà Nội thì anh em cùng chờ đợi Duy Thường và tất cả anh em đây. Thì đến Hà Nội thì Duy Thường cùng với tất cả anh em đây trải nghiệm xem là thật sự Hà Nội có đắt đỏ hay là như thế nào, thì Duy Thường sẽ ghi lại tất cả anh em xem. Ok. Đấy thì thật sự là bây giờ anh em tôi bắt đầu đi vào bên kia đi vệ sinh đây anh em ạ. Hà Nội nó thật sự là rất là khó khăn và rất là phức tạp ở cái điểm ấy. Bây giờ đi đâu? Cho một cuốn phô mai nữa. Đây là chiếc pizza vừa anh em tôi đã gọi. Đây là pizza. Đây là pizza gì? Hải sản. Con là thêm cả em nữa. Quay rồi. Anh Phú đấy. Đấy. Chạm vào đi. Mời tất cả anh em nhé. Ngon không? Cảm giác nào? Được không? Mỗi ngon không nhỉ? Mấy hương vị thế nào? Vừa đi ăn miếng cà chua. À, hương vị nó là mùi cà chua. Ok. Còn bây giờ ăn thăm miếng pizza này. Xem là cái gì. Ăn này đúng mùi hương vị của pizza luôn. Pizza hải sản nhỉ. Có miếng tôm này. Đấy, cho anh em nhìn kỹ à. Ngon này, không? Anh em nhìn cái kia không? Mình quay các pizza cứ tưởng như là cứa thịt. Thế thì bây giờ Duy Thường cùng với tất cả anh em đây sẽ thưởng thức pizza đã. Năm trăm lẻ bảy nghìn anh em ạ. Là vị chi rồi, còn anh em chúng tôi còn 455.000, 58.000. Kiểu gì đây? Đấy, ok, bây giờ tiếp tục anh em tôi sẽ đi tìm địa điểm tiếp theo. Chứ ở đây là
đây dường như là khá là kém, đi chỗ khác nó rẻ hơn. Sàng đấy. Có đúng mỗi vào một chỗ thôi mà thật sự là sắp hết tiền. Đấy cho anh em xem qua cái cảnh ở đây. Đây đây đây. Còn 400.000 thì tí nữa uống trà đá mới này, còn phải để tiền xe về chứ. Đằng sau kìa là sân vận động nha anh em nhé, nhìn kìa, giống sân vận động không? Đúng là sân vận động luôn đấy chứ còn giống gì quá. Quay em. Làm cái gì ấy? Bây giờ anh em tôi ngồi đây ăn uống một tí, gọi là bữa tối. Thì sau khi ăn xong bữa tối thì anh em tôi sẽ tiến hành đi về trên nhà luôn. Thực sự là tôi sợ bữa tối này không đủ kinh phí. Không biết là có đủ không? Nếu mà không đủ thì không biết là phải làm nào đây. Mình coi. Hả? Còn bao nhiêu tiền tính trong tổng tài khoản? Còn... Vậy em có uống trà đá không nhỉ? Không. Còn mỗi phần 400.000 thì chi là... À. Đây là 6 người. À. 8, 6, 4, 8. À. Mỗi người được 7, 6, 4, 2. Ông tính cái gì? 70 nhưng mà tính chắc... Anh ấy làm nào hết trong 400.000 là được. Bây giờ em 400.000 thôi mà 6 người ăn. Thì anh tính xem nào cho nó phù hợp. Đấy ok thì đồ nó ra rồi anh ạ. Đấy, hai con cua này, 6 con tôm này, còn rất nhiều đấy, cá. Và đây là không thể ra là bánh da đỏ. Cái gì cơ? Anh nói lại, bao nhiêu tiền ạ? Anh vừa gọi lời đầu lên 1 triệu. Thế thì hôm nay thằng Thường nó phải cắn Lê Thắng đây rồi. Đấy thì thật sự là tí là thanh toán hết bao nhiêu thì anh em cùng chờ đợi xem là bây giờ tí là cùng với tất cả anh em đây ăn uống xong xem là thanh toán hết bao nhiêu thì anh em đó, bây giờ nếu mà thiếu vốn thì anh em ra đây giúp bình thường nhé, còn nếu mà dư thừa thì đồ sẽ quá luôn. Để trang đây trong tí em chuộc nhá. Anh ơi, anh phát biểu cảm nghĩ anh ơi. Đã bảo rồi để trang ở đây thì không để. Bây giờ đến cái lông lỗi như này. Bây giờ anh không để trang đây. Anh trả hết người ta rồi. Em đừng nói những cái lời như thế, cay đắng cực kỳ. Em, mình về thôi.
trải nghiệm. Nhưng mà không biết pha này thì 400.000 của mày hết lâu rồi mà. Đồng vàng, đồng hồ. Ôi, chào tất cả anh em nhá. Anh em tôi chắc là phải bán người và cắm thân ở đây thôi. Hiện tại anh em tôi đang ở cái khu gọi là rất là sang trọng, tụ điểm ăn chơi. Nhưng không biết là có trụ lỗi hay không thì anh em cùng chờ đợi. Ô men. Cuối cùng thì anh em tôi đã về tới quán rồi anh em ạ, thật sự tóc thì dựng ngược cái này. Mệt mỏi, buồn ngủ. Hơn 12 giờ đêm rồi. 1 giờ rồi. 1 giờ. Sau cái trải nghiệm này tôi hú hồn. Trải nghiệm 1 triệu thì lên x đôi lên. Gần 3 triệu. Còn không đủ. Mà đồng một cái bữa ăn kia đã là gần x đôi rồi. Thế bảo là trải nghiệm 1 triệu thì mất x3, 3 triệu. Rồi 1 triệu ra Hà Nội chỉ có uống trà đá thôi. Đất Hà Nội mà có tiền thì không thể tồn tại được nhau. Qua cái clip này Duy Tường tổng kết này. Duy Tường muốn thông báo tất cả anh em là cảm thấy là ngặt thở khi bước ra đất Hà Nội. Còn tôi thì tôi chỉ sợ thôi. Các bạn nào mà không có kinh tế hoặc là không có tiền thì thật sự ở đất Hà Nội các bạn không thể tồn tại được. Nói chung là đối với Duy Tường ấy thì không thể tồn tại được, nhưng còn các bạn thì như nào tôi không biết. Ok thì qua clip này là trải nghiệm của anh em tôi, thì thật sự nó là một trải nghiệm của anh em tôi. Đi ra Hà Nội thật sự là để chỉ quay và trải nghiệm clip cho anh em chứ không có một việc gì nhá, thật sự là không có một việc gì. Thì qua clip này anh em nào yêu quý anh em chúng tôi thì nhớ cho anh em chúng tôi một like và share tất cả các bạn xem, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ anh em để anh em tôi làm ra những clip hay độc và lạ cho các anh em xem. Còn bây giờ thì hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi Duy Hằng chào tất cả các bạn. Tôi Cỏi chào tất cả anh em. Tôi Lê Thắng chào tất cả các bạn.